Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì sáng hôm nay em test sớm hai sản phẩm để lên đường đóng gói gửi cho hai bác luôn. Và trước tiên đó là một con Amly AU Alpha 707 Extra đẹp xuất sắc, gửi cho bác khách ở Nha Trang, và một cặp loa Bose 301 monitor series 2 đời 2 bóng đèn gửi cho bác khách ở Bà Điểm Hóc Môn, để cho đi kịp các bác luôn nha. Đây là con 707 Extra. Thì đối với con 707 Extra, em đã biết rồi, nếu mà so sánh với lại 707 L Extra thì em này chỉ khác nhau là khác nhau ở cái phần sò. Về chất âm thì nó rất là khỏe ha, rất là tốt. Và so sánh với 707 L Extra luôn thì 1910, giá tốt hơn 707 L Extra do nó đội giá nhiều, anh em chơi nhiều. Đấy, một phần khúc rất là rẻ. Thì ở shop em những con này em bán chỉ có 12.500.000 thôi, và giá rất là tốt cho anh em bao ship luôn. Thì này em test con này gửi cho anh khách ở Nha Trang, và em chỉ còn con này. Hôm trước hai con em bán một con, nay còn một con, cũng đẹp xuất sắc để gửi cho anh luôn. Và hôm nay test cùng với nó là cặp loa Bose 301 monitor series 2, để gửi cho anh khách ở Bà Điểm Hóc Môn. Đôi loa cũng đẹp xuất sắc, nguyên zin 100%, đó, gần zin hết luôn. Và đối với 301 monitor series 2 thì em còn khoảng 1-2 cặp gì nữa ha, chiều nay về là 1-2 cặp nữa là hết. Bác nào yêu thì hãy phone cho em, giá là 7.500.000 bao ship toàn quốc nha. Rồi, thì bây giờ em cũng test nhanh để đóng gói cho lên đường sớm nha. Mời anh em nghe thử một đoạn rum 3. Con 707 Extra này nó đánh được một lần 2 đôi anh em nhé, đánh rất là khỏe. Và chúng ta muốn hát thì ghép một con vàng để chúng ta hát thôi. Một rồi tới đây thì em xin kết thúc clip sớm anh em nha, để tiến hành đóng gói và gửi xe và giao đến cho các bác luôn nha. Rồi anh em là có nhu cầu những sản phẩm khác hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 03436 12445. Xin cảm ơn rất nhiều.